chào quý khán giả truyền hình. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Diễn đàn Văn học nghệ thuật của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh. Thưa quý vị, đã thành thông lệ, vào mỗi dịp tháng 7, chúng ta lại thể hiện sự tri ân nhiều hơn nữa với những người đã hy sinh máu xương cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Văn học nghệ thuật cũng cố gắng tìm tòi những tác phẩm có liên quan để đáp ứng yêu cầu này. Trong nền văn học nghệ thuật nước nhà, chiến tranh cách mạng được ví như mảnh đất trù phú cho nhiều thế hệ cầm bút thâm canh. Bước vào giai đoạn mới của quê hương đất nước, sức hấp dẫn của đề tài này đối với người viết, người đọc ra sao? Trong dòng chảy văn học đương đại, những người lính cầm bút trăn trở điều gì? Đây sẽ là nội dung được đề cập trong Diễn đàn Văn học nghệ thuật kỳ này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Các bạn thân mến, nhà báo Trần Vũ Thìn, một người lính đầy tâm huyết với những trang viết về bộ đội Cụ Hồ. Hơn 60 tuổi đời, gần 40 năm cầm bút, ông vẫn miệt mài thâm canh trên cánh đồng chữ nghĩa. Bởi một lẽ giản đơn, đó là sứ mệnh, là tình đồng đội thiêng liêng của những người cùng chung màu áo lính. Lời ru khắc khoải vào khuya. Sau trận đánh, có ai về nữa đâu? Đã thề sống chết có nhau, mà sao cứ thấy nỗi đau thêm dày? Đến với lời ru đồng đội của nhà báo Trần Vũ Thìn, hiện thực chiến tranh được phản ánh đa chiều và đầy sinh động. Hiện thực ấy không chỉ là sự khốc liệt, hy sinh, mất mát, mà còn có cả những tủi hờn xót xa cho những đồng đội nhất thời lầm lỡ. Từng trang viết, từng câu chữ thấm đẫm ký ức của một thời đầy sống động. Người đọc không khó để hình dung về những ngày đã qua, dù cho có thể đó chỉ là những dòng thơ viết vội được tác giả ghi lại trên đường hành quân ra trận hay những giây phút hiếm hoi giữa hai cuộc chiến. Thì những người 8X và 9X, người 8X như chúng tôi thì là những thế hệ đi sau, và thực sự là đi sau rất dài trong khi mà chiến tranh kết thúc. Thế nhưng mà khi mà đọc thơ của Trần Vũ Thìn thì thực sự là mình cảm nhận được những cái tàn khốc của chiến tranh là một chuyện. Thế nhưng mà hơn hết nữa là bên cạnh sự tàn khốc của chiến tranh, đó là những cái nghĩa tình của người lính. Và khi mà nghĩa tình của người lính nó trở thành, mình hiểu được rằng nó trở thành động lực sống, và nó trở thành là một cái chân lý sống. Và thậm chí là với những người lính trở về thì khi mà đọc thơ của Thìn, mình cảm thấy rằng là cái chiến tranh, những cái tối ren này, những cái ren rũa trong chiến tranh, nó trở thành động lực sống để cho người lính hôm nay có thể vượt qua được những cảm xúc đời thường. Và đó là điều tôi rất trân trọng với những cái văn thơ của chủ đề thiên. Sinh ra và lớn lên ở làng Kênh, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, chàng trai 18 tuổi Trần Vũ Thìn lúc bấy giờ thi đậu khoa văn Đại học Tổng hợp Hà Nội. Cũng trong thời điểm này, cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước đang bước vào giai đoạn ác liệt. Không do dự, gạt cả tiêu chuẩn ưu tiên con trai một, bố là cán bộ xã, Trần Vũ Thìn đã xung phong lên đường nhập ngũ và trở thành chiến sĩ đặc công nước thuộc lữ đoàn M26, quân chủng hải quân. Để rồi, cũng chính những năm tháng lăn lộn trên chiến trường đã mang lại cho ông nguồn xúc cảm cũng như vốn tư liệu quý giá để cho ra đời những trang viết đầy xúc động. Tôi ấn tượng nhất là cái bài thơ viết về cựu chiến binh, và tôi cũng rất thích những câu thơ anh viết về cựu chiến binh là: ta tự hào về một thời quá khứ, sống là cho không chỉ nhận riêng mình, nếu có những phút giây nào tư lự phải nhớ rằng đã là cựu chiến binh. Rất hay, rất hay ở chỗ tôi cảm nhận được là viết về hình ảnh người lính cựu chiến binh về với đời thường. Hãy nhắc nhở đồng đội chúng ta trong cuộc sống đời thường này phải nhớ lấy những gì mà chúng ta đã cống hiến, hy sinh cho đất nước,
đến giờ phút này chúng ta cũng không có quyền để đánh đổi lấy tất cả những gì với truyền thống quá khứ đó. Chúng ta phải tôn lên vẻ đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ trong cuộc sống đời thường bằng những cái hành động, bằng những cái lời nói, bằng những cái sự gương mẫu, đặc biệt là phát huy được cái truyền thống của cựu chiến binh. Là người từ cuộc chiến trở về, Trần Vũ Thìn hơn ai hết lại càng thấu cảm và chia sẻ với những hy sinh, gian khổ, nghiệt ngã mà người trong cuộc đã từng trải qua. Đó là khi đồng đội hy sinh trên tay vì căn bệnh sốt rét rừng, là lúc vĩnh biệt người nữ chiến sĩ nằm lại ven đường ra trận hay giữa muôn trùng sóng biển. Anh ngả nghiêng lắc lư cùng gió bão, cả hải đội thề sống chết có nhau. Đó cũng chính là ký ức không thể nhạt phai của những người lính đã dũng cảm dấn thân, dũng cảm vượt lên chính mình, chiến thắng sự yếu mềm ích kỷ để khẳng định bản chất cao đẹp của người chiến sĩ cách mạng. Đến với lời ru đồng đội, độc giả cũng sẽ không thể bỏ qua những thầy Lưu đêm hậu cứ bị tập kích. Một sự thật mà không phải ai cũng dám nói, dám viết. Là lâu nay người ta nói về cuộc chiến là nói sự hy sinh, sự mất mát, sự dũng cảm đấy nè. Nhưng mà bây giờ anh Vũ Thìn là có một cách nhìn khác, một cách nhìn rất thực tế, mà cách nhìn cho đến bây giờ thì mới có thể giải tỏa được. Đó là cái sự mất mát, rồi thì cái sự thiếu cái tính chiến đấu, hoặc là như ta gọi là những người lính mà không làm chủ được được cái bom đạn của kẻ thù, trước sự mất mát hy sinh, cho nên ta gọi là bế quay. Anh không dành cái này nặng về cái này, mà anh nói về cái bay bổng, cái vươn lên, cái hy sinh, cái mất mát nhưng để cho độc lập, tự do của đất nước. Hơn 40 năm đã đi qua, nhưng dường như ký ức một thời của người chiến sĩ đặc công Vũ Thìn vẫn ấm áp. Trong cái bộn bề ngổn ngang của cuộc sống, lời ru đồng đội, lời ru dành cho cả những người ở bên kia chiến tuyến còn mãi vang vọng vỗ về trước sự mất mát lớn lao của chiến tranh. Vũ Thìn là một người lính được trở về. Hạnh phúc cho anh là được trở về với nhân dân, với gia đình để tiếp tục sống và cống hiến. Và đương nhiên là chính cái đó, cái sứ mệnh được trở về đấy, thì cũng là một cái khắc ghi để trả ơn cho những người đã ngã xuống. Và chính tác phẩm thơ là một trong những cái ân huệ đấy. Và nếu đọc cái tập thơ đấy từ đầu đến cuối thì thấy được là rất rõ sự mạng của người trở về, người lính trở về. Hơn 70 bài thơ, hơn 70 nỗi niềm cung bậc cảm xúc lắng đọng được nhà báo, nhà thơ Trần Vũ Thìn gửi gắm vào lời ru đồng đội. Hòa trong dòng cảm xúc thiêng liêng của những ngày tháng 7, chắc hẳn mỗi người sẽ càng trân quý, thấu hiểu hơn ý nghĩa của hai từ hạnh phúc. Thôi đừng hỏi được mất gì đời lính, sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình. Hạnh phúc lớn chẳng bao giờ toan tính, chẳng bao giờ mặc cả giá hy sinh. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 40 năm hòa bình và thống nhất đất nước, mảng đề tài chiến tranh cách mạng vẫn còn nhiều vấn đề nhìn nhận, góc độ mới. Và như đã giới thiệu ở phần đầu chương trình, diễn đàn kỳ này sẽ dành phần lớn thời lượng để trao đổi về sức hấp dẫn của những tác phẩm viết về chiến tranh cách mạng trong dòng chảy văn học đương đại, cũng như trăn trở của những người lính cầm bút. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các vị khách mời. Nhà thơ Nguyễn Ngọc Phú, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh, Tổng biên tập tạp chí Hồng Lĩnh. Nhà báo Trần Vũ Thìn, Trưởng ban Thường trú Báo Năng lượng Việt Nam. Lời đầu tiên xin được cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
Vâng, nói về lao động của những người cầm bút thì đó vẫn được coi là công việc khó khăn và đầy trăn trở. Còn với những người lính cầm bút thì sao ạ? Trước hết xin được mời ý kiến của nhà thơ Nguyễn Ngọc Phú. Là những người lính cầm bút, đây là những nhà văn trưởng thành từ người lính, là những người trực tiếp sống và chiến đấu ở chiến trường. Vì thế những trang viết của họ rất nóng hổi, trước hết là phản ánh ngay hiện thực cuộc sống của họ, của người lính đó và với những người đồng đội. Những tâm tư tình cảm của người trong cuộc, ví dụ như nhà thơ Vũ Thìn là một người lính trực tiếp cầm súng. Tôi thật ra thì tôi cũng là người lính, nhưng mà người lính sau chiến tranh, sau năm 1975. Cho đó những cái âm hưởng của chiến tranh nó dội về cho tôi, nó dội vào trong tôi. Và vì thế tôi viết ở một góc độ nhìn khác, là góc độ cũng là một người lính, nhưng người lính nhìn về một người lính. Còn đối với nhà báo Vũ Thìn thì sao ạ? Như ở phần đầu của chương trình thì chúng ta đã được biết đến cuốn sách Lời ru đồng đội của ông, và tôi cũng rất ấn tượng và đồng cảm với lời tựa của nhà thơ Nguyễn Ngọc Phú đã chấp bút. Đó là cảm giác ông không phải là người làm thơ mà ông viết ra để chia sẻ. Và quả thật qua những trang viết của ông thì có thể thấy là sức viết của người lính Trần Vũ Thìn rất dồi dào. Còn đúng như nhà thơ Nguyễn Ngọc Phú có nhận xét, như các bạn đã từng biết, thì khi viết tập thơ Lời ru đồng đội thì tôi nghĩ rằng mình không phải làm thơ mà những rung cảm chân thực lòng mình trước cái chết của đồng đội và sau này là những mất mát lớn lao của đồng đội, của gia đình, của con cháu của họ. Tôi đã từng có gặp gỡ cùng quen biết nhà thơ Bùi Minh Quốc và chị nhà văn Dương Thị Xuân Quỷ. Thì anh Bùi Minh Quốc có cái bài thơ rất hay, bài thơ về hạnh phúc tặng cho chị Dương Thị Xuân Quỷ khi mà chị Dương Thị Xuân Quỷ hy sinh. Mà có đoạn là tôi hết sức xúc động. Chính cái bài thơ về hạnh phúc của Bùi Minh Quốc cũng đã tiếp thêm cái nghị lực sức mạnh cho tôi để viết lên những trang viết. Và tôi xin đọc mấy câu thế này. Anh mất em như mất nửa cuộc đời, anh bàng hoàng như ngỡ trái tim rơi, như bỗng tắt vầng mặt trời hạnh phúc. Nhưng em ạ, giây phút này chính lúc anh thấy lòng anh tĩnh táo lạ thường, nhằm thắng quân thù, mắt cũng giọt lệ vương, anh nổ súng. Đấy, sự mất mát của đồng đội, của người thân đã tiếp thêm sức mạnh cho những người từ trong chiến trường và tiếp thêm sức mạnh cho con cháu, cho anh em sau này để tiếp tục viết lên những trang viết để ca ngợi cuộc chiến tranh thần thánh của dân tộc. Vâng, xin được cảm ơn nhà báo Vũ Thìn. Và để nuôi dưỡng và phát triển một cái dòng văn học thì không thể thiếu hai thành phần, đó là nhà văn và bạn đọc. Ông đánh giá như thế nào về đội ngũ người viết về đề tài chiến tranh cách mạng trước kia và hiện nay, thưa nhà báo Vũ Thìn? Tôi là những người bước ra từ chiến tranh. Anh nhà thơ Nguyễn Ngọc Phú cũng từng là người cựu chiến binh trong những năm tháng ở chiến tranh phía Bắc. Anh Phú đã nói là anh cảm nhận cái chiến tranh qua cái góc nhìn của anh Nguyễn Ngọc Phú, nó có khác với chúng tôi. Chúng tôi nó thực tế, nó gần gũi hơn nhiều, nhưng mà cảm nhận những người sau này đối với chiến tranh cũng không vì thế mà nó phai nhạt. Cho nên đề tài về chiến tranh cách mạng là đề tài muôn thuở, mà tôi nghĩ rằng hôm nay trong dòng chảy hôm nay, văn học đương đại hôm nay, thì chúng ta có rất nhiều điều để nói, rất nhiều điều để viết, nhưng mà chắc chắn rằng chúng ta vẫn không quên cái đề tài chiến tranh cách mạng. Bởi vì thực tế là bạn đọc về những cái trang viết chiến tranh cách mạng vẫn còn nhiều, và người viết về chiến tranh cách mạng, những người tiếp trước tiếp cho người sau và người sau là tiếp cho người sau nữa, để họ thấy được thì đề tài chiến tranh cách mạng là không bao giờ vơi cạn, và họ sẽ tiếp tục viết về đề tài này. Vâng, xin được cảm ơn nhà báo Vũ Thìn. Vậy còn nhà thơ Nguyễn Ngọc Phú thì như thế nào ạ? Tôi cũng không hiểu vì sao mà gần đây những tác phẩm được giải thưởng Hội Nhà Văn, giải thưởng văn học cao, thì là những hồi ký, những cái bút ký, những hồi ký hồi ức viết về chiến tranh một thời đã qua. Như cuốn sách Biên bản chiến tranh của nhà báo Trần Mai Hạnh, như một số cái bút ký viết về thời hậu chiến của nhà văn Minh Chuyên, hoặc ở ngay cụ thể ở tỉnh chúng ta có cái ký ức chiến tranh của nhà giáo Vương Khả Sơn. Nghĩa là ngoài cái việc về viết về chiến tranh, nhưng mà thời kỳ hậu chiến cũng rất quan trọng.
những gì như là chất độc da cam, những cái di chứng của chiến tranh, không những tổn thương về cơ thể mà còn tổn thương cả tâm hồn. Đặc biệt có một dấu hiệu rất hay là có một số tác giả rất trẻ, người ta sinh sau chiến tranh nhưng người ta lại viết về chiến tranh một góc nhìn khác, với một cảm nhận khác, với một tâm thế khác, khác hẳn với những anh cha trước, nhưng đều hồi chung một tụ điểm, đó là tình cảm, đó là những cái, đó là ca ngợi những cái chiến công không những vĩ đại phi thường mà ngay cả trong tâm cảm riêng tư của những người lính. Thí dụ là cuốn của về Đặng Thùy Trâm, hoặc là về của Nguyễn Văn Thạc. Đấy, những cái trang nhật ký như thế nóng hổi sóng xít lắm, và chính cái đó truyền lại cho họ những cảm hứng thật sự, đó chính là chiến tranh cụ thể trong một cá thể, một con người. Vâng ạ, đó là về những tác phẩm. Vậy còn tài năng và tâm huyết của lực lượng này thì như thế nào? Xin mời ý kiến của nhà thơ Nguyễn Ngọc Phú. Tài năng là trời cho, tâm huyết là tình cảm. Không có tâm huyết thì tác phẩm không sâu, không có tài năng thì tác phẩm không hay. Như vậy, tâm huyết là cái đã có chứa sẵn trong mỗi con người. Đã là người Việt Nam, ai cũng phải yêu nước, ai cũng phải ghi nhận những công lao, những cái hy sinh mất mát, những tài năng là thiên phú. Tôi nói ví dụ như gần đây có một số tác phẩm viết về chiến tranh, như cái tác phẩm Mưa Đỏ của nhà văn Chu Lai, viết ngay tại thời điểm này, viết về Quảng Trị. Thì anh có tài năng thật sự, nhà văn Chu Lai thật sự, nhưng anh không có tâm huyết. Nghĩa là không, sau chiến tranh mấy chục năm rồi, nhà văn Chu Lai phải bỏ hàng tháng trời vào từng thành cổ Quảng Trị, lật lên từng viên gạch, tìm sau mỗi ngọn cỏ. Đấy, sau ký ức của từng người lính, hàng tháng trời như thế, nếu không có tâm huyết, không dám, trong khi đó cuộc sống bây giờ cứ trôi chảy hàng ngày trên đại lộ như thế, mà anh tìm về những lối mòn, những lối rẽ, những ngóc ngách. Đấy, phải như thế thì nếu không có tâm huyết, làm sao dựng dậy được cả một cái tác phẩm như là Mưa Đỏ chẳng hạn thế. Thì do đó là thì đây, qua cái tác phẩm của Chu Lai và vừa được giải thưởng cao ở Hội Nhà văn Việt Nam thì cũng được thể hiện được điều đó. Vâng, nhà thơ Nguyễn Ngọc Phú vẫn được nhắc đến là tác giả nặng nợ với trường ca, trong đó đáng chú ý là trường ca Ngã Ba Đồng Lộc và Con Đường Thước viết về đoàn tàu không số. Đây có thể coi là hai dấu mốc đặc biệt trên con đường sáng tác của ông, phải không ạ? Đồng Lộc là quê hương của tôi, Ngã Ba Đồng Lộc là quê hương của tôi, còn Con Đường Thước viết về biển thì biển vẫn là quê hương của tôi, một cái quê hương mà thật sự đúng là tôi hay viết về biển, bởi vì tôi quê ở biển. Thì trước hết đây là hai viết về Ngã Ba Đồng Lộc thì rất nhiều người viết, có rất nhiều trường ca, thì trường ca Con Đường của Những Vì Sao của nhà thơ Nguyễn Trọng Tảo. Đấy, những bài thơ rất hay, Lê Thỉnh Cầu Ngã Trang Đồng Lộc của Vương Trọng được khắc trên bia đá, hay là bài thơ dài của nhà thơ Huy Cận về Ngã Ba Đồng Lộc. Nhưng tôi viết về Ngã Ba Đồng Lộc bằng một tâm thế người đi sau, một thế hệ đi sau. Đấy, nhà thơ có cái chức đâu là nhà thơ tìm về đấy, tìm về cái gì ở đây? Đấy, được bao nhiêu đã thông đã lên xanh rồi, cỏ đã mọc xong rồi, thế thì nhà thơ tìm về gì? Đấy, phải tìm được cái sự hy sinh, không những về 10 cô gái Ngã Ba Đồng Lộc mà ở bao xương máu mới làm nên Đồng Lộc. Tôi rất xúc động bởi vì có một cái bảng ghi hàng ngàn, hàng vạn thanh xung phong đã ngã xuống trên toàn quốc. Đấy. Đấy, thế thì còn cái trường ca đoàn tàu số thì tôi băn khoăn rất nhiều, tôi dây dứt rất nhiều, tôi thao thức rất nhiều. Có một, nếu chúng ta trên mặt đất thì con đường mòn Hồ Chí Minh là đường mòn, nhưng vẫn còn con đường đó, vẫn còn những tượng đài đó, vẫn còn những ngôi mộ đó, nhưng đường mòn Hồ Chí Minh trên biển thì đã bị biển xói mòn. Người không số, người không tên, tàu không số, liệu ký ức chiến tranh có chìm vào dị vãng hay không? Một cái tượng đài thâm thẳm trong lòng người. Và nhà thơ và những người viết phải có trách nhiệm làm sống dậy, làm sống dậy những kỳ hồi ức chiến tranh đó. Vì thế tôi đặt tên trường ca là Con Đường Thức, nghĩa là phải thức dậy ở trong anh tất cả những, không những hồi ức mà còn thức dậy cho anh trong lương tâm của anh hiện nay phải làm gì, phải sống như thế nào và tiếp tục như thế nào để xứng đáng với sự hy sinh thầm lặng của những người không tên, của đoàn tàu không số đó.
Vâng, thưa quý vị, mỗi dịp tháng 7 chúng ta vẫn thường tập trung nhiều hơn với vấn đề tri ân, với những sáng tác văn học nghệ thuật viết về đề tài chiến tranh cách mạng, thương binh liệt sĩ hay người có công với cách mạng. Các tác giả, các đơn vị nghệ thuật cũng cố gắng tìm tòi các tác phẩm có liên quan để đáp ứng yêu cầu này. Xin được tiếp tục câu chuyện hôm nay với nhà báo Vũ Thìn. Ông đánh giá như thế nào về sức lan tỏa của mảng văn học này trong đời sống hiện nay ạ? Có thể nói là đề tài về thương binh liệt sĩ cũng là đề tài chiến tranh cách mạng. Nó có sức lan tỏa rất lớn trong đời sống cộng đồng. Thì để đánh giá về cái việc này, tôi thấy rằng là không chỉ có nhà thơ, không chỉ có nhà văn, mà có các nhà làm nghệ thuật cũng đã tập trung vào đây rất nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì họ muốn thông qua đây, thông qua cái ngày 27 tháng 7 để thêm một lần nữa nói với mọi người, nói với công chúng rằng cái sự mất mát, hy sinh của những người lính, của đồng bào đồng chí chúng ta trong cả cuộc chiến tranh là hết sức lớn lao, không có gì bù đắp nổi. Cho nên những cái đề tài văn học nghệ thuật viết về chiến tranh, đặc biệt là ngày thương binh liệt sĩ, là không phải là 70 năm, không phải 60 năm, mà hàng năm vào cái dịp 27 tháng 7 thì cả dân tộc ta tri ân đối với những người có công với dân với nước, tri ân với các anh hùng liệt sĩ. Và tôi thấy đó là một cách chỉ đạo rất đúng, đó là một hướng đi rất đúng để ôn lại cái truyền thống, ôn lại cái truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc, và để tri ân đối với những người anh hùng liệt sĩ, những đồng chí đồng đội đồng bào đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh giữ nước và bảo vệ đất nước. Thưa nhà thơ Nguyễn Ngọc Phú ạ, được biết là ngoài cương vị là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh thì nhà thơ còn đảm đương vai trò là tổng biên tập tạp chí Hồng Lĩnh, một ấn phẩm uy tín bám sát đời sống văn học nghệ thuật của tỉnh nhà. Theo ông thì để tác phẩm văn học đến gần hơn với công chúng thì người cầm bút cần chú trọng vấn đề gì ạ? Đề cập đến những vấn đề này, viết về những vấn đề này thì có rất nhiều sự cách tân mới mẻ. Những cách tân gì thì cách tân thì truyền thống vẫn là cái gốc. Đấy, có một triết gia nói rất hay: đi đến tận cùng nhân loại thì anh gặp truyền thống, mà đi đến tận cùng truyền thống thì anh lại gặp nhân loại. Đấy. Như thế, bởi vì hiện nay cả cái lượng thông tin rất nhiều, trình độ tri thức của bạn đọc được nâng lên rất nhiều, vậy thì mỗi người viết cần phải thật sự đổi mới trong các thi pháp, trong nghệ thuật. Và ví dụ như ở một cái tạp chí Hồng Lĩnh của chúng ta hiện nay thì rất mừng là có một cái đội ngũ các cái bút như anh Vũ Thìn chẳng hạn, là một cựu chiến binh, anh Nguyễn Trọng Bính, đại tá, nhà thơ cũng đã mất rồi, những người viết rất hay về chiến tranh. Đấy, anh Bùi Quang Thanh viết về chiến tranh, tức là những người đã trực tiếp cầm súng, đã trực tiếp qua chiến tranh, người ta vẫn tiếp tục viết về đề tài này. Tôi lấy ví dụ chỉ viết về chiến tranh, về ngã ba Đồng Lộc thôi, mà có bao nhiêu là cái tác phẩm, có phim về ngã ba Đồng Lộc, có trường ca về ngã ba Đồng Lộc, có thơ về ngã ba Đồng Lộc, có những bài hát các khúc rất hay về ngã ba Đồng Lộc. Đấy. Cái quan trọng nhất của nhà văn vẫn trở lại như lúc nãy chúng ta nói là tài năng và tâm huyết. Nhà thơ Nguyễn Ngọc Phú có cho rằng là phải có tâm, phải có tài và có tâm. Tôi hoàn toàn nhất trí, nhưng mà tôi nghĩ rằng là chữ tâm là cũng hết sức là quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì tôi đã cùng chiêm nghiệm trong chiến tranh, có rất nhiều nhà thơ, nhà văn rất giỏi, rất tài, có những tác phẩm có thể để đời, nhưng mà sau chiến tranh thì họ lại không viết được, hoặc là họ viết có một cái sự lệch là khác. Cho nên tôi muốn rằng là vừa tâm vừa tài, như vậy có thế giới quan và nhân sinh quan, khi đó mới có những tác phẩm hay để lại cho công chúng, để đời cho là trong kho tàng văn học nghệ thuật của Việt Nam. Chứ nếu mà chúng ta chỉ tài không nhưng mà chúng ta không có nhân quan thì thế giới quan nó thật là chuẩn mực, thì khi viết ra những tác phẩm là nó không tồn tại được trong cái đời sống xã hội. Vâng, trong một thời gian dài thì văn học viết về đề tài chiến tranh cách mạng trở thành cái dòng chảy chủ đạo của nền văn học nước nhà bởi bối cảnh lịch sử, xã hội cũng như là đối tượng tiếp nhận. Còn hiện nay thì bạn đọc lại dành nhiều sự quan tâm cho những vấn đề mới, những cái yêu cầu mới. Nhà báo Vũ Thìn nghĩ sao về điều này ạ? Điều đó cũng dễ hiểu thôi, bởi vì dòng chảy của văn học nó cứ theo tiến trình phát triển. Hiện nay mà nói thì trong cái cuộc sống hiện nay thì rất nhiều vấn đề, rất nhiều vấn đề mà người ta rất đáng quan tâm, như là tham nhũng tiêu cực, như là những vấn đề về những tệ nạn xã hội, người ta quan tâm. Điều đó là rất đúng, bởi vì các cái tác phẩm mà viết về cái đương đại
thì cái xã hội đương đại thì bạn đọc tác giả cũng nhiều hơn và chắc chắn là bạn đọc cũng nhiều hơn. Nhưng mà tôi nghĩ không vì thế, không vì thế mà cái dòng cái đề tài về chiến tranh cách mạng nó sẽ là nguôi đi. Mặc dù trong thời bình hôm nay nhưng mà cái vết thương chiến tranh vẫn còn rất là âm ỉ, nó còn là nó để lại cho đời sau rất nhiều cái sự đau đớn. Bởi vì hiện nay mà nói thì 300.000 đồng đội, 300.000 là liệt sĩ vẫn chưa tìm thấy hài cốt, vẫn chưa biết tên biết tuổi, thì chúng ta làm sao để khi nào có đủ được những cái bằng chứng ấy. Cho nên tôi nghĩ rằng là người ta quan tâm, độc giả quan tâm đến cái vấn đề nóng bỏng thời sự hiện nay, đó là điều tất yếu thôi. Nhưng trong thâu sẩm của họ, khi mà đất nước nó phát triển rồi, nó bình yên rồi, thì sự quan tâm đến chiến tranh lại tiếp tục. Tôi lấy một hiện tượng hiện nay thế này, rất nhiều cựu chiến binh người Mỹ họ sám hối về cuộc chiến tranh, họ quay trở lại Việt Nam như tiếng đàn Mỹ Lai, và họ ân hận vì đã xảy ra chiến tranh, và họ trở lại xây dựng nên những cái ngôi nhà, những cái nghĩa trang và tìm lại những cái hài cốt của những cái, không kể cả những người lính Mỹ mà cả những người lính Việt trong cái cuộc hồi nhập hiện nay. Thì đó là một vấn đề mở mà các nhà văn bây giờ cũng đang còn phải suy nghĩ điều đó. Tức là chúng ta kẻ thù lúc đó thôi, thôi bây giờ chúng ta là bạn thôi. Đấy, cái quá khứ không thể nặng nề được như thế. Hay có một điều tôi rất cảm động, khi đến các cái nghĩa trang liệt sĩ thì tôi thấy đa số đông những người đến thắp hương lại là những người rất trẻ. Đấy, là những đoàn viên thanh niên, là những, kể cả những cái cháu nhỏ. Có lẽ là bởi vì họ, những người già có thể họ không có cái phương tiện để đi được, nhưng mà tôi thấy rất lớp trẻ. Đấy, họ đến rất nhiều để thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Thì tôi thấy như thế này là một cái quá khứ vẫn luôn sống dậy, có những cái trôi non nhú lại trong tâm thế của những lớp trẻ này. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn nhà báo Vũ Thìn và nhà thơ Nguyễn Ngọc Phú. Thưa quý vị và các bạn, qua câu chuyện hôm nay, chúng ta phần nào đã thấy rõ hơn được sự chuyển mình của dòng văn học chiến tranh cách mạng qua góc nhìn của những người trong cuộc. Dù không thể tránh khỏi những tác động bởi sự thay đổi của xã hội, thì hiếu độc giả cũng như lực lượng sáng tác. Nhưng có thể khẳng định việc sáng tác về chiến tranh cách mạng vẫn luôn chiếm một vị trí không thể thiếu trong nền văn học nước nhà. Điều quan trọng là những người cầm bút phải có sự đổi mới trong việc lựa chọn đề tài, sử dụng thủ pháp nghệ thuật, lựa chọn những đề tài hấp dẫn bạn đọc, và đặc biệt là công tác quảng bá tác phẩm cũng cần được chú trọng hơn. Một lần nữa cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, diễn đàn văn học nghệ thuật kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.